Và tiếp theo đây, kính mời quý khán thính giả theo dõi phần phóng sự đặc biệt về buổi quay quỹ cứu trợ nạn nhân bão Phi Luật Tân do đồng bào từng tị nạn tại Palawan, Phi Luật Tân tổ chức từ Úc Châu. Kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Vào ngày 23 tháng 11 năm 2013, một số đồng hương đã từng tị nạn tại đảo Palawan, Phi Luật Tân cùng họp mặt để gây quỹ giúp cho nạn nhân bão Hải Yến. Kính thưa khán giả của đài SBTN, thì sau khi cái trận bão Hải Yến xảy ra ở Philippines và sau khi được sự kêu gọi của Trịnh Hội là một ân nhân của người tị nạn Philippines, thì các anh em quyết định họp mặt với nhau 10 ngày trước ở Phở Hiền để đóng góp. Và trong cái buổi họp đó thì các anh em có quyết định là mình nên làm một cái gì thêm nữa để phần đóng góp của mình nó có hiệu quả hơn. Và đó là lý do của buổi họp mặt của các anh em trại tị nạn Palawan tối nay. Và trong buổi họp mặt này thì đa số thân hữu và gia đình cũng như các anh chị đến từ Palawan, mà đặc biệt là được qua đây theo cái diện của Trịnh Hội giúp đỡ vào những năm vừa qua. Cho nên tinh thần của các anh em rất là cao, cũng mong được làm được một cái gì đó để trả ơn đáp nghĩa lại đồng bào và dân tộc đã từng cư mang mình trong suốt nhiều năm qua. Mỗi một người hiện bây giờ có mặt ở đây, toàn tất cả đều là dân đã từng là tị nạn Palawan ngày nào. Và chúng em thì nói chung là qua Facebook thì chúng em vẫn còn liên lạc với nhau và cố gắng là giữ một cái liên lạc nhưng chặt chẽ với nhau để anh em có thể chia sẻ nhiều cái vấn đề. Chẳng hạn như qua cái cơn bão vừa rồi á, thì tụi em cảm thấy là rất là đau, giống như là chính cái quê hương của mình đã bị một cái thiên tai, giống như là không có nghĩ là nó sẽ xảy ra đến một đất nước rất là tốt với người Việt của mình. Và tụi em rất là thấy đau lòng và hy vọng là những cái bàn tay của ngày nào mà họ đã đưa ra giúp đỡ cho người tị nạn, thì ngày hôm nay chúng em cũng sẽ dùng cái bàn tay của tụi em để mà có thể góp một phần nào đó giúp đỡ cho những người đã từng cư mang và giúp đỡ cho người tị nạn ngày nào. Em là một hướng đạo sinh, mỗi lần mà dẫn các em đi sinh hoạt đi ngang bờ biển thì vào cuối tuần thì các người Phi họ cứ mời tới "My friend come here and enjoy us", and họ mời mình uống rượu chung rồi ăn uống chung với họ, và họ rất là hiếu khách. Cho nên khi mà dẫn các em đoàn sinh đi hướng đạo đi từ bên bãi biển phía bên này qua tới bãi biển phía bên kia để đi picnic thì giống như mình gần say rồi. Thì qua cái hình ảnh đó cho nên mới thấy người Phi họ rất là hiếu khách, rất là dễ thương, họ rất là rộng lượng nhân từ, và đặc biệt là đối với những người tị nạn Việt Nam của mình. Em không ở Palawan nhưng mà em nghe mấy anh chị kêu gọi để mà giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Và em ở Úc trên 20 mấy năm cho nên em rất ủng hộ những cái việc làm có ý nghĩa như thế này. 10 ngày trước đây cái nhóm anh em đã họp mặt thì có quyên góp tới 7.055 đồng, cộng với lại tối nay 5.360 đồng, thì cái con số đó hơn cái con số 12.000 so với cái chỉ tiêu của Trịnh Hội đưa ra cho anh em ở Sydney chỉ có 5.000 thôi. Thì đó là một cái sự động viên, cái niềm vui rất là lớn, không phải cho Trịnh Hội nó riêng mà cho những anh em có lòng để đóng góp. Thì hy vọng rằng với cái lòng đó thì có thể nói lên chút nào cái ân tình của người tị nạn mà đã ơn nghĩa mà người Phi đã cho người tị nạn trong 30 năm qua. Hoài Phương tường trình từ Sydney, Úc Châu.